Mời thí sinh tiếp theo. Dạ em kính chào anh Trường Giang. Em kính chào anh Trấn Thành. Em kính chào anh Tiến Luật cùng toàn thể quý vị đang ở đây cũng như là quý vị đang xem đài. Em tên là gì? Dạ. Dạ. Em tên Dạ hả? Dạ. Dạ. Dạ à. Em tên Lâm Dĩ Dạ phiên bản 2 anh. À. Dạ em tên Thùy. Em đến từ Quảng Ngãi. Thùy đang làm gì? Dạ em đang là sinh viên năm 2 trường ngoại ngữ. À vậy hả? Dạ. Mình học ngoại ngữ nào? Dạ tiếng Nhật ạ. Đâu nói coi tiếng Nhật coi. Hơi hơi hơi. Hơi vỗ tay cho em vui quý vị. Ê cảm ơn. Hey. Hey. Chuẩn bị chưa nè? Rồi. Hey ha, chuẩn bị chưa nào là phải hay. Chuẩn bị chưa nè? Thì. Hơi vô luôn. Ờ giúp nghe bạn tụi anh đâu. À, watashi wa Thùy desu. ベトナムから来ました。今ダナン外国語大学の学生です。日本語の学生の2年生です。どうぞよろしく。はい、はい。はい。はい。Em có 30 giây, 30 giây. Bắt đầu. Trời ơi, ta nói là có ba ông bạn làm trong showbiz. Trấn Thành, Trường Giang với lại Thu Trang. Mà ta nói để coi đám cưới mình nó đi làm sao. Trấn Thành à. Cái gì vậy? Sao lại tờ giấy số trời? Thật khùng. Nghĩ sao đám cưới người ta đi tờ giấy số trời? Giờ tới Thu Trang nè, Thu Trang nè. Cái gì nữa vậy? Voucher giảm 50% cho khách gội đầu để có một mái tóc đẹp như Tiến Luật. Cái gì vậy trời? Ta nói với ông này kỳ cục hết sức luôn hà. Trường Giang nè, Trường Giang được cái tâm lý nè. Miễn phí. Cái gì toàn bao chơi vậy? Cái gì đây? Miễn phí trà đá với khách ăn 10 dĩa cơm gà tại quán 10 khó. Trời ơi, ta nói mấy ông này có bị khùng, bị điên không? Tự nhiên đám cưới người ta, trời ơi, tự nhiên đem mấy cái gì đây vô. Còn đó, chị đi. Không, em bị rung anh ơi. Hả? Em bị rung. Cái kịch bản này mắc cười chỗ nào vậy? Mắc cười chỗ nào thêm nghĩ á? Em nghĩ là khi mà em nói là em bốc lên hai tờ giấy số á thì quý vị sẽ vỗ tay. Cái sau quý vị vỗ tay cái anh Thành với anh Giang thấy vậy anh Thành anh Giang cười. Còn nữa là khi mà em nói là Thu Trang á cái tiếp đi, tiếp đi. Dạ cái khi mà em nói Thu Trang á cái nói là em sẽ có một voucher giảm giá cắt tóc đẹp nhưng Tiến Luật, cái anh Thành với quý vị vỗ tay tiếp, cái anh Thành với anh Giang cười tiếp. Rồi sao? Tới anh. Dạ. Dạ cái sau cái em nói tên anh Giang đúng không? Nói anh Giang tâm lý nè, tên Giang tâm lý mà lại tặng cho em là một cái voucher giảm giá trà đá. Dạ. À, cái sau khán giả vỗ tay tiếp. Đúng không? Vậy là em được 20 triệu rồi đó. Ba màn. Dạ. Rồi. Rồi rồi. Bây giờ vậy. Em tới đây là gì thì gì chứ mình cũng phải kiếm chút tiền mang về đúng không? Dạ. Trong này có một cuộc thi nữa. Đây đi đường này vô. Thiệt, đúng không kìa? Không mắc cười. Đâu gì là mắc cười, thôi mùa sau nha. Anh cho em một cái voucher. Anh cho em một cái voucher. Voucher. Năm sau thi tiếp. Bye bye. Em xin chào, xin cảm ơn quý vị ạ.